Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc phản công của Ukraine khó khăn do thiếu vũ khí, Hàn Quốc cung cấp đạn đạo gián tiếp thông qua Mỹ. Một bản tin tổng hợp trong chuyên mục Tạp chí Thế giới đó đây của AFI Tiếng Việt ngày 2 tháng 3 cho biết, Hàn Quốc gián tiếp cung cấp đạn đạo cho Ukraine thông qua Mỹ. AFI đề cập đến chiến sự ở Ukraine và mối đe dọa xung đột lan rộng. Và đây là hình bản tin tổng hợp trên AFI. Theo đó, nếu như những ngày đầu chiến tranh Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những nguyên thủ phương Tây hiếm hoi chủ trương đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và nhất là không được sỉ nhục nước Nga, thì trong tuần vừa qua, ông đã không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ đưa quân sang Ukraine hỗ trợ Kiev chống lại Nga. Tổng thống Pháp cũng nói rõ là lực lượng châu Âu vẫn chưa thống nhất được quan điểm về việc này. AFI cho hay những phát biểu được đưa ra tại một cuộc họp về viện trợ cho Ukraine do Tổng thống Macron chủ trì ở Paris đã nhanh chóng tạo ra làn sóng phản đối của các nước phương Tây. John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định rằng sẽ không có bất cứ lính Mỹ nào trên lãnh thổ Ukraine. Anh quốc cũng nhanh chóng tỏ rõ ý định không gửi quân đến Ukraine. NATO cũng bác bỏ khả năng này. AFI cũng cho biết những lời lẽ được ông Macron sử dụng và khẳng định là đã cân đo đồng đếm trước, khiến chủ nhân Điện Kremlin không thể không ra mặt. Và đây là hình Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Nga Putin. Chiều ngày 29 tháng 2, trong một bài phát biểu, ông Vladimir Putin đã đáp trả bằng những lời lẽ cứng rắn nêu ra mối đe dọa thật sự của chiến tranh hạt nhân nếu căng thẳng ở Ukraine leo thang. Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định rằng quân đội Nga đang trên đà tiến theo chiều hướng khác nhau. Trong khi cách đây một năm, Quân đội Nga đã buộc phải rút khỏi miền Nam và Đông Bắc Ukraine, thì hiện nay lực lượng của Kyiv đang gặp thất bại trong cuộc phản công và gần đây đã để mất thành phố Miền Đông, Avdiivka vào tay quân Nga. AFI tiếp tục cho hay, về viện trợ cho Ukraine, gói hỗ trợ của Hoa Kỳ vẫn bị chặn ở hạ viện, Liên hiệp châu Âu đã cam kết giao 1 triệu đạn pháo cho Kyiv, nhưng cho đến nay chỉ thực hiện được 30%. Trong bối cảnh này, nhiều nước châu Âu đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Cộng hòa Z mua đạn dược bên ngoài châu Âu để chuyển đến Kyiv. Hàn Quốc là một cái tên được nêu ra khi nước này gần đây tăng cường ngành công nghiệp vũ khí. Và đây là hình vũ khí Hàn Quốc. Trả lời AFI tiếng Pháp, ông Vincent Torres cho biết, nếu như cuộc phản công của Ukraine có thể thực hiện được, thì là vì Hàn Quốc đã chấp nhận thông qua trung gian Mỹ hỗ trợ cho Kyiv 500.000 quả đạn pháo. Trên hết, có một ván chơi Bilas ở đây vì Hàn Quốc trên thực tế có lợi nếu Nga thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bởi vì hiện nay, Nga đang nuôi sống Bắc Triều Tiên qua việc mua đạn pháo từ nước láng giềng phía Bắc và Hàn Quốc, nhưng mong muốn trục Bình Nhưỡng, Kremlin bị phá hủy. AFI dẫn tin từ Nikki cho hay, trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đã phát triển hạ tầng sản xuất vũ khí khổng lồ và tìm kiếm cơ hội trong thị trường quốc tế. Chiến tranh Ukraine đã khiến đạn pháo toàn cầu bị thiếu hụt, các công ty về vũ khí Hàn Quốc đã nhanh chóng nắm bắt thị trường để xuất những sản phẩm không cần công nghệ cao nhưng giá cả phải chăng. AFI cho biết thêm, vào năm 2023, tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá hơn 2,6 tỷ đô la, cung cấp 152 khẩu pháo tự hành cho Ba Lan từ nay đến năm 2027. Theo đó, số liệu từ viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm Hàn Quốc là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 thế giới trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Mục tiêu của Tổng thống Yoon suk yeol là đến năm 2027 đưa Hàn Quốc lên vị trí thứ tư chỉ sau Mỹ, Nga và Pháp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc phản công của Ukraine khó khăn do thiếu vũ khí, Hàn Quốc cung cấp đạn đạo gián tiếp thông qua Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người giàu Việt Nam đầu tư nhập tịch để ra đi. Ngày 1 tháng 3, BBC Tiếng Việt nêu vấn đề vì sao người giàu Việt Nam đổ tiền đầu tư nhập tịch. Bởi theo Henley and Partner, một công ty chuyên về đầu tư di cư, khách hàng Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu về số lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch. BBC dẫn dự báo của công ty tình báo tài sản toàn cầu New Worldwide ở Nam Phi cho rằng Việt Nam sẽ là nước có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất thế giới, 125% trong thập niên tới, theo sau là Ấn Độ. Và đây là hình bài trên BBC. Thuật ngữ tăng trưởng tài sản đề cập đến sự tăng hoặc giảm số lượng triệu phú trong một khoảng thời gian nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm. BBC cũng dẫn báo cáo của tổ chức New Worldwide tính tới tháng 12 năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú, có 19.400 người sở hữu tài sản trên 1 triệu đô la và có 58 người có tài sản trên 100 triệu đô la. Theo đó, ông Andrew Emoy, trưởng bộ phận phân tích từ New World Health, cho biết trong vòng một thập kỷ, từ năm 2013 đến năm 2023, Việt Nam giữ vị trí quán quân với mức độ tăng trưởng tài sản là 98% và dự kiến tăng nhanh hơn Trung Quốc trong một thập niên tới đây. Tuy nhiên, ông Emory lưu ý rằng Việt Nam có khởi điểm tài sản bình quân đầu người ở mức thấp hơn Trung Quốc nên tốc độ tăng trưởng tài sản dễ dàng hơn. Nhưng cùng với mức tăng trưởng tài sản cao nhất, Việt Nam cũng được ghi nhận về lượng đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch tăng đột biến. BBC cho biết với xếp hạng khá thấp, người cầm hộ chiếu Việt Nam thường gặp khó khăn trong vấn đề xin visa ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh hoặc khối Schengen. Và đây là hình xếp hạng hộ chiếu Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2024. BBC dẫn lời ông Vonleck, giám đốc kinh doanh của Henley partner cho hay, hộ chiếu yếu cũng gây bất lợi lớn cho những người đi lại với mục đích làm ăn, không những phải xin visa để nhập cảnh đôi khi họ, tức doanh nhân Việt Nam, còn bị từ chối các visa vì những lý do hành chính ngớ ngẩn. Do đó, họ chắc chắn quan tâm đến các chương trình di cư đầu tư để tiếp cận các hộ chiếu quyền lực hơn, ông Volek nói. Theo BBC, để tham gia vào các dự án đầu tư định cư, người ứng tuyển phải chi số tiền từ khoảng 100.000 đô la tới 400.000 đô la, tức gần 2,5 đến 9,9 tỷ đồng. Với các hồ sơ đầu tư định cư chính phủ quốc gia nhận khoản đầu tư định cư sẽ thực hiện các bước thẩm định chuyên sâu. Những cá nhân được duyệt sẽ được cấp quốc tịch và hộ chiếu. BBC cho hay một lý do quan trọng khác mà người giàu Việt Nam tham gia những chương trình đầu tư quốc tịch này, đó là cơ hội giáo dục cho con cái. Trong đó nổi bật là chương trình EB5 của Mỹ hoặc tham gia khởi nghiệp ở Canada. Và đây là hình hồ sơ Cyprus, nêu đích danh ông Phạm Phú Quốc và ông Phạm Nhật Vũ, đầu tư để có quốc tịch tại Cộng hòa Cyprus. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhận định rằng, nhiều quốc gia có chính sách cấp quốc tịch rất thoáng và sẽ dẫn đến những hành vi phạm tội, trục lợi như rửa tiền hoặc nguồn tiền từ tham nhũng. Về vấn đề này, ông Volek đánh giá, quá trình kiểm tra nguồn tiền là khó khăn nhất. Chúng tôi muốn đảm bảo không có hoạt động rửa tiền nào được thực hiện. Số tiền được sử dụng phải là tiền sạch, thu được nhờ kinh doanh hợp pháp hoặc thừa kế quá trình thẩm định này được chính phủ các nước liên kết với nhiều cơ quan quốc tế như Interpol tức cảnh sát hình sự quốc tế sau đó người tham gia chương trình thường phải cung cấp giấy tờ có xác minh đóng dấu từ phía cảnh sát tuy nhiên ông Von Lech cho biết không phải quy trình thẩm định của công ty nào cũng nghiêm ngặt giống như nhau vì vậy người trợ khẩu sơ ở chỗ công ty ông có thể đến nơi khác nộp Ông cho biết thêm, quy trình xét duyệt người có quốc tịch Việt Nam vẫn bình thường như những quốc gia khác, không thuộc diện có rủi ro cao, hay cần phải tăng cường thẩm định như với người Myanmar hoặc Syria. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người giàu Việt Nam đầu tư nhập tịch để ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới